Ôn tập hình nón này, các câu khó đấy, thực ra không phải khó quá đâu, mà chỉ tầm tương đương từ 7 đến 8 điểm thôi. Câu 39 nhá. Có đường kính 10, thực ra cho hết trên hình này rồi. Em để ý xem đoạn 69 là đoạn nào. Thể tích của nón có chiều cao bằng 6 nhỉ? 6 là cái đoạn này thôi, gọi là ô này. Ở đây là có ô rồi thì gọi là A đi. Điểm A, điểm P và điểm O đúng không? Cái này ta gọi là R lớn bằng 10. Cái này ta gọi là R nhỏ đi. Thì theo tỷ lệ Thales ta có gì? Hai cái đường này song song với nhau thì nó chia cái cạnh này theo các tỷ lệ đúng không? Thì ta có R nhỏ trên R lớn bằng AP trên AO là Thales. Từ đây suy ra R nhỏ bằng gì? R lớn là 10 nhân với AP là bằng 6. Chia cho gì? Ai chia cho 9 phát sai luôn. Vì chia cho AO thì AO phải bằng 6 cộng với 9 đúng không? Thì phải là chia cho 15. Bằng mấy? Bấm máy đi, 60 chia 15 4. Như vậy R nhỏ tính ra bằng 4. Thế biết R nhỏ rồi thì tính được thể tích của khối nón có chiều cao bằng 6 chưa? Gọi là V phẩy bằng thể tích là gì? 1 phần 3 pi R nhỏ bình nhân với AP bằng 1 phần 3 pi nhân với 4 bình nhân với 6 bằng mấy? 10 đường kính nhá. Ok, thế nhìn nhầm rồi. Đây là 5. Thì cái này bằng 5. Đây bằng 2. Đây 2 bình. 6 chia 3 bằng 2, 2 x 4 là 8 pi. Đáp án A. Được chưa? Chép vào đi. Ở dưới có ai không hiểu không? Hỏi từng câu luôn đi, không thì sang bài khác. Câu 40 thực tế nó cũng thế mà, nó vẫn là gì? À, tính tỷ lệ Thales thôi. Kể cả câu 41 vậy. 43 à 35 ở dưới cũng vậy. Có câu 32 thì hơi khác một chút. Hiểu câu 39 chưa? Ở dưới cái bàn cuối cùng. Hiểu chưa? Câu 40 nhá. Bán kính đáy là 10 đấy. Câu này 10, câu trên lại cho đường kính. Mặt phẳng vuông góc vân vân này. Có bán kính bằng 6, như vậy cho luôn R lớn R nhỏ. Khoảng cách ra mặt phẳng này là 5, như vậy có đoạn này bằng 5. Chiều cao của hình nón N bằng, chính là ta đi tìm gì? Đi tìm cái x này thôi đúng không? Được chưa? Như vậy ta vẫn có Thales này. R nhỏ trên R lớn thì bằng x chia cho cả cái đoạn dài từ đây đến đây, mà đoạn đấy chính là x cộng với 5 đúng không? Được chưa? X cộng 5. Thế từ đây em tìm được x thôi. R nhỏ trên R lớn thay số vào 6/10. X trên x cộng 5 bằng 6/10, chính là bằng gì? 3/5. Quy đồng lên 3x, 5x là 2x, 15 trừ đi à, chia cho 2x. Tính đi xem bằng bao nhiêu. Tính như không có đáp án đúng không? Ra 7,5 mới đúng chứ. Đó, sửa lại nhé. Đấy, x cộng 5 lên rồi. À ừ, không, tính ra x bằng 7,5 đúng không? 7,5 cộng 5, 12,5. Chú Quân hiểu chưa? Hiểu chưa? Thái, Ngọc Anh, chị ta lát thêm nhá. Chuyển tiếp nhá. Bài 41. 41 thực ra nó là gì? Cái hai cái nón, một thằng xuôi, một thằng ngược mà thôi. Một thằng chiều cao H, một thằng chiều cao là X. Để thể tích của nó lớn nhất thì chiều cao của nó này là bao nhiêu? Thì ta bây giờ đi tính cái này đấy nhá. Chia cho R đúng không? Cứ gọi cái này R lớn, thằng này R nhỏ nhá. Thì ta vẫn có gì? R nhỏ trên R lớn thì bằng bằng gì nào? Bằng gì? X trên H ra sai rồi. Phải bằng cái đoạn trên này, đoạn trên này phải bằng là H trừ X chứ đúng không? Chia cho gì? Chia cho H chứ. Phải là H trừ X trên H. Vì X là đoạn dưới mà đúng không? Thales là phải bằng cái cạnh này này. Chia cạnh to này thì cạnh này phải bằng là gì? Bằng H trừ đi X đúng không? H trừ X trên H. Từ đây em rút được X đi. Em tính ra xem X bằng bao nhiêu H cả R kia, em cứ tính như bình thường thôi. Quy đồng lên tìm ra X đi.
x bằng. Sau đó ta sẽ đi tính cái thể tích của cái gì? Thể tích của cái khối nón này. Nào rút x ra chưa? X bằng bao nhiêu? Ai rút rồi? Ai biết rồi chưa? Đâu rồi, mấy thanh niên mà làm rồi cơ mà, làm ba câu này rồi cơ mà. Đọc cái x lên. H trừ R nhỏ nhân H trên R lớn. Ông còn chưa quy đồng, quy đồng lên luôn chứ. H nhân với R lớn trừ R nhỏ chia cho R lớn. Ta tính được thể tích của nó là V bằng 1 phần 3 R nhỏ bình nhân pi nhân với x, đúng không? Được chưa? Thay số vào bằng gì? 1 phần 3 pi này nhân R nhỏ bình nhân với x, x chính là cái trên này đúng không? H trên R lớn nhân với R lớn trừ R nhỏ. Người ta bảo là phải tìm cái gì? Chết rồi, tự dưng ta bị thay hơi bị ngược. Vì sao? Người ta bảo là để thể tích lớn nhất thì chiều cao khối nón này bao nhiêu, có nghĩa là đang đi tìm x để cái V này mắc đúng không? Thế thì ta không nên rút x ra bằng bao nhiêu mà ta nên rút R nhỏ bằng bao nhiêu để cho phương trình này có ẩn là x. Sau đó em đi khảo sát hàm số. Hiểu không? Mọi người tự thay ngược lại cái nhá. Người ta bắt tìm x mà mình đi rút x ra. Rút lại chỗ này đi, R nhỏ bằng R lớn nhân với H trừ x trên H. Thì cái thể tích sẽ bằng 1 phần 3 pi nhân với R nhỏ bình, chính là R bình trên H bình nhân với H trừ x tất cả bình nhân x. Đấy. Em có được cái biểu thức V này. Tất cả cái đống này không quan tâm, vì cái đống này là hằng số, đúng không? Em chỉ quan tâm cái hàm bậc 3 này này. Và đi tìm giá trị gì? Giá trị của x để nó đạt giá trị lớn nhất thôi, đúng không? Hiểu không? Đạo hàm thôi mà. Ở dưới hình dung chưa? Nào chỗ Trang Linh, bàn Trang Linh hiểu chưa? Đạo hàm đi tự đạo hàm tính. Còn ông nào lười ý, lấy 4 đáp án thay vào, thằng nào nhỏ nhất là xong. À thằng nào lớn nhất là xong. Nhưng mà đạo hàm thì nhanh hơn. Ở dưới hiểu không? Bỏ cái dòng này đi, bỏ dòng thứ hai đi. Bỏ dòng x này đi, không cần thiết. Mà từ đây mình suy ra R nhỏ luôn. Lấy R nhỏ này thay vào công thức 1 phần 3 pi R nhỏ bình nhân x này, thay vào chỗ R nhỏ này này, thì ta được dòng dưới luôn. Vì dòng trên nó không cần thiết nữa. Hiểu chưa? Đấy, chứ viết hết vào lại rối mắt. Vì người ta bắt tìm x chứ không phải bắt tìm R nhỏ. Sau khi ra được cái biểu thức này rồi thì ba cái chữ đầu tiên này là hằng số mà, đúng không? Hằng số thì không cần quan tâm. Người ta bảo tìm x để là thể tích lớn nhất thì em chỉ cần đi xét cái hàm số là H trừ x tập bình nhân x. H này coi là hằng số tiếp, đúng không? Em chỉ cần đạo hàm phát là ra giá trị lớn nhất nhỏ nhất ngay mà. Đạo hàm ra phương trình bậc 2 đỉnh của parabol đấy. V phẩy sẽ bằng gì? Chắc chắn sẽ có biểu thức là gì? H trừ đi, đây là nhân vào là trừ x mũ 3 thành trừ 3x bình, đúng không? Parabol mà có A âm thì là quay xuống không? Thì tọa độ đỉnh chỉ là giá trị lớn nhất của nó không? Mà tọa độ đỉnh là gì? Trừ B trên 2A, đúng không? B ở đây bằng 0 rồi, như vậy tọa độ đỉnh x bằng 0, đúng chưa? Bằng 0 thì làm gì có đáp án nhỉ? Mình viết sai đâu rồi? Dò lại từ trên xuống xem thử xem anh có nhầm ở đâu không nhá. R nhỏ trên R lớn bằng H trừ X trên H. Đúng rồi. R nhỏ sẽ bằng R lớn trên H nhân với H trừ X 1 phần 3 pi R nhỏ bình, R bình trên H bình, H trừ x tất cả bình.
À, nhầm ở chỗ này này, đây là hàng đẳng thức, anh lại đi nhân tung x vào. Nhầm ở chỗ v phẩy thôi, mọi người chỗ này vẫn đúng, nhầm chỗ v phẩy đạo hàm lại đi. Đây là h trừ x tức bình khai triển ra phải có là h bình trừ 2 hx cộng x bình mà đúng không? Đi nhân tung x vào cho anh đạo hàm. Nhầm chỗ v phẩy mọi người tính lại v phẩy là xong. Nó phải có trừ 3 x bình nhé em. Chắc chắn phải có trừ 3 x bình. À ừ, 3 x bình. Trừ mấy? Trừ 4 hx. Trừ 4 hx là trừ 4 h thôi đúng không? Đây là trừ 2 hx nhân x là trừ 2 hx bình là trừ 4 hx. Như này gì? H bình làm sao được? Ờ, h bình. Đạo hàm của nó ra vẫn thế. H bình. Ok, một thằng trừ x mũ 3 cộng x mũ 3 và x bình đúng không? Tìm đi, x bằng bao nhiêu? Hai h trên 3 đúng không? Cho đáp số đi. Được chưa? Nào dưới hiểu chưa? Ngọc Anh. Không nhầm được, em khai triển hàng thức này này, cho em nhân tung x vào rồi em ghi v phẩy ra, ở chỗ này hết chỗ rồi nên mình viết luôn v phẩy bằng. Nào chúng nghi được chưa? Mới buôn chuyện. Thanh Nhân Quân. Hiểu không? Chú Trang Linh. Ok nhá. Sau đó làm bài 35 trước. Bài 32 là dạng khác thì sau đó 35. 35 giống hệt bài trên. À ừ, đúng rồi, giống hệt luôn rồi đúng không? Đáp số cũng giống. Thế bỏ qua luôn. 32 đi. Đã ai làm 32 chưa? Nghĩ chưa? 32 này buổi trước làm một lần rồi đấy. Cho hình tròn có bán kính bằng 6. Cắt bỏ 1/4. Sau đó dán hai cái mép này lại. Có phải ta được cái hình nón như này không? Thế bây giờ ta quan tâm này. Cái chiều cao h này bằng mấy? Ta phải tính được h này bằng mấy này. Ta phải tính được cái bán kính r này bằng mấy này. Đúng không? Biết hai này là xong thì là ra thể tích mà đúng không? Bây giờ tính như nào? Cái đường sinh này bằng mấy? Khi em gấp cái mép này lại với mép này thì có phải đây chính là cái đường sinh nó luôn không? Cái cạnh 6 này là cạnh đường sinh đúng không? Hình dung được không? Cắt khoét này ra chập hai này lại thì nó thành cái nón đúng không? Thì đây là đường sinh L bằng 6. Vấn đề là em phải biết một trong hai thằng này để tìm thằng còn lại là R hay H. Toàn bộ cái chu vi của vòng tròn đáy mới này, toàn bộ chu vi vòng tròn đáy mới này có phải bằng toàn bộ cái 3/4 chu vi đường tròn to này không? Đúng không? 3/4 chu vi đường tròn to vì ta cắt đoạn này bỏ đi rồi mà. Đúng không? Thế phải là hai điểm này chập lại thì có phải là nó thành một hình tròn mới không? Thế thì ta sẽ có là 2pi r thì bằng 3/4 của 2pi nhân với 6. R lúc đường tròn to là 6 mà đúng không? 2pi r này thì bằng 3/4 của 2pi nhân với 6. Từ đây tìm được r chưa? 2pi chỉ tiêu này. 6 chia 4 mấy? 3/2. 9/2 4.5. R mới là 4.5 đúng không? Em để 9/2 đi, vì đáp số chắc là toàn để phân số này. Được chưa? H sẽ bằng gì? Căn của 36 trừ đi 9/2 là gì? 81/4. Bấm máy đi xem bằng bao nhiêu. Căn của 36 trừ 81/4. Ba căn 7/2 à? Thằng nào cũng có căn 7 cũng chẳng chọn được, vẫn phải tính thôi. V sẽ bằng 1/3 pi nhân với R bình là 81/4 đúng không? Nhân với H là 3 căn 7/2. 33 chỉ tiêu rồi, 81/8 đúng không? Đáp án A rồi. 81/8. Có hiểu không? Ở dưới. Chép vào đi. Đấy, ta nhặt ra mấy cái bài có hình vẽ để làm.
Được chưa?